nói thì hay quá, bà làm thử tôi coi nào. Đi đây tôi làm cho. Làm thế này heo thì tôi chết đói mất. Nè nhìn nè. Bà thái vậy còn chậm hơn cả tôi thái rồi đấy. Này tiền đúng không ạ? Cái gì thái nhanh hơn không nhỉ? Bà cứ để đấy, tôi đã có cách. Ông trước thì ăn nhậu chứ có làm cái gì đâu. Ông kiếm cái gì? Bốn giờ rồi đấy. Ui, cái lão này. Hôm nay con chưa về nữa. Nhậu suốt thì nhậu về đây rồi biết. Bà, từ nay mà không phải thả trừ nữa. Việc này cứ để tôi lo. Làm cái gì? Làm cái gì giờ này mới bảo về? Ông lo cái gì? Hai chuối cứ để tôi lo, 30 giây một cây. Ra ngoài cướp. Ông thấy cái đống chuối này chưa? Chừng nào ông xử lý được cái đống này đi. Rồi ông muốn làm gì ông làm. Đây, bà ra đây tôi cho bà coi. Cái gì? Đi ra đây. Đây, bà ra đây tôi cho bà xem. Máy gì đây ông? Máy thái chuối. Máy này máy gì đây ông? Máy băm thái chuối đang đang. Bà thấy chưa? Bắn rất là nhuyễn. Không thể tin được. Tại sao nó có thể bắt nhỏ như thế này chứ? Mấy lâu nay tôi làm đều không biết. Ông mua máy ở đâu vậy? Tôi sẽ giới thiệu cho bà con trong vùng này biết. Từ hôm nay tới không cần phải bắt cuối mệt mỏi và tốn công sức hàng ngày nữa. Vậy là từ giờ tôi có thời gian đi nhậu nha. Tầm lúc giờ. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.